Xin chào tất cả mọi người. Cách đây vài hôm, có một bạn nữ sinh năm 1993 có đặt lịch coi chỉ tay bên mình. Khi xem qua cái mẫu bàn tay này, thì thấy mẫu bàn tay có rất nhiều nét ưu tú, mang lại sự may mắn về tiền tài cũng như công danh, sự nghiệp. Và bạn này là một con người rất là tài năng. Nhưng song hành theo đó, hạnh phúc thì thường đi theo cùng với những bi kịch, những điều khuất lấp phía sau, đó là đường hôn nhân của bạn ấy không thực sự tốt. Sẽ gặp rất nhiều trục trặc trong chuyện hôn nhân, tình cảm, vợ chồng. Và hôm nay đây, mình muốn mổ xẻ và phân tích những đường chỉ trong cái mẫu bàn tay của bạn nữ giới sinh năm 1993 này, để cho toàn thể tất cả mọi người cùng theo dõi, cùng chiêm nghiệm và căn cứ vào những cái dấu hiệu trên đây, có thể tự xem cho chính bản thân mình, mà không phải đặt lịch coi chỉ tay hay là đi xem bói bài hay là tướng số ở bất kỳ nơi đâu cả. Chính chúng ta có thể xem cho cuộc đời chúng ta. Trước tiên, khi ta bàn tới cái bàn tay này, thì ta sẽ bàn tới tuổi tác của người nữ giới này. Ngay từ lúc đầu, bạn ấy có cung cấp cho mình là bạn ấy sinh năm 1993, đó là tuổi Quý Dậu. Cung sinh sẽ là cung chấn, mệnh sẽ là kiếm phong kim. Bạn ấy có kết hôn với chồng là sinh năm 1987, đó là tuổi Đinh Mão. Năm nay 37 tuổi, cung Càn và Lư Trung Hòa. Hai tuổi này kết hợp với nhau, xét về ngũ hành, chồng hỏa, vợ kim, hỏa sẽ là khắc kim. Nhưng kim đây được gọi là kiếm phong kim. Chính vì thế, nhờ cái sự khắc này nó sẽ khiến cho công danh của người vợ sẽ thăng tiến và phát triển một cách rực rỡ. Sẽ kiếm được ra rất là nhiều tiền, rất là nhiều tài lộc. Nhưng cái hàng địa chi thì chồng tuổi Mão, vợ tuổi Dậu, Tý Ngọ, Mão Dậu phạm vào tứ hành xung. Cứ khoảng 10 cặp rơi vào tứ hành xung thì khoảng 7 đến 8 cặp là chuyện hôn nhân của vợ chồng họ sẽ gặp trục trặc, không có cùng chung quan điểm được, kiểu gì cũng xảy ra mâu thuẫn. Và cũng khoảng 3 đến 40% trong số đó dễ xảy ra cảnh đó là đổ vỡ trong chuyện hôn nhân. Và mẫu bàn tay này đây cũng không tránh khỏi được cái điều này. Vì thế, những bạn đang theo dõi video này, nếu mà lấy phải những cái cặp tuổi rơi vào tứ hành xung, ví dụ như là Tý Ngọ, Mão Dậu này, Thìn Tuất Sửu Mùi này, Dần Thân Tị Hợi, phải hết sức cẩn thận nhé. Phải nhường nhịn nhau thật là nhiều mới ở bền được. Chứ không sẽ xảy ra rất nhiều biến cố ở những cặp tuổi phạm vào tứ hành xung. Đây là những cái kinh nghiệm bấy lâu nay mình đã được đúc kết. Và ta sẽ đi phân tích những đường chỉ trên mẫu bàn tay này. Cái đường chỉ đầu tiên đó là đường chỉ tâm đạo. Mình khoanh cho mọi người xem đây. Đường chỉ tâm đạo của người này rất đậm, sâu, thể hiện là người sống có tâm, sống có đạo đức, biết trước biết sau, luôn luôn biết hy sinh vì mọi người, luôn luôn đưa cái quyền lợi của bản thân nhường lại cho người khác và luôn luôn phải chịu thiệt. Chính vì thế, đường chỉ tâm đạo càng đậm, càng sâu bao nhiêu thể hiện là người có đạo đức, có tố chất, là người có tính thật thà bấy nhiêu. Đây là một đường chỉ rất là ưu tú trên mẫu bàn tay này đây. Nhưng khi ta quan sát kỹ trên đường chỉ tâm đạo, ta thấy có hình cù lao. Mọi người thấy không? Một hình cù lao như là hình hạt gạo này. Đấy, mọi người thấy không? Nó nằm ở dưới vị trí giữa ngón út và ngón áp út, nó gióng xuống này, này. Đấy, có hình con mắt như hình cú lao này. Đó là dấu hiệu nói lên chuyện hôn nhân, vợ chồng sẽ gặp nhiều trục trặc, lúc đục, sẽ xảy ra rất nhiều mâu thuẫn, không có thể cùng chung quan điểm được, và rất dễ xảy ra đó là chuyện đổ vỡ. Đây là một dấu hiệu rất cụ thể và rất phổ biến trên những mẫu bàn tay mà gặp phải chuyện hôn nhân lục đục, dễ xảy ra đổ vỡ. Và khi ta quan sát kỹ trên đường chỉ tâm đạo này nữa, mình khoanh tròn cho mọi người này. Ngay vị trí này, đường chỉ tâm đạo nó chẽ làm ba. Mọi người thấy không? Chẽ làm đúng ba nhánh này, như là cái đinh ba luôn này. Đó là dấu hiệu dễ được thừa hưởng của thừa kế từ tiền nhân để lại. Có thể từ cha mẹ bên chồng hoặc cha mẹ bên ruột thịt sinh mình ra, sẽ thừa kế lại cho mình một khối tài sản tương đối là lớn. Đấy. Cái chẽ ba này càng đậm, càng rõ nét bao nhiêu thì nói lên sẽ được thừa hưởng số tài sản nhiều bấy nhiêu và giá trị bấy nhiêu. Còn cái chẽ ba này càng mờ lạt bao nhiêu thì cái giá trị nó càng thấp đi.
Mọi người hãy lưu ý vấn đề này. Vì thế các bạn có thể theo dõi chính bàn tay của bản thân, xem là mình có thể được thừa kế gia sản từ tiền nhân hay là người thân để lại không nhé. Có thể căn cứ ở cái khoảng đầu đường chỉ tâm đạo này. Và một cái đường chỉ nữa, đó là đường chỉ hôn nhân. Đường chỉ này nó lại càng thêm khẳng định nữa, đó là chuyện hôn nhân của mẫu bàn tay này rất xấu, sẽ rất lận đận trên đường tình duyên. Đấy, mọi người thấy không? Đường chỉ hôn nhân thì vừa mờ này, vừa bị đứt quãng này, lại có dấu hiệu nó bị cong xuống này, mọi người thấy không? Đấy, nó cong, nó gập xuống này, vừa mờ, vừa bất đứt quãng, vừa cong xuống. Đó cũng là một cái dấu hiệu nói lên không tốt trong chuyện hôn nhân. Vợ chồng xảy ra mâu thuẫn rất nhiều và cũng dễ xảy ra, đó là trường hợp đổ vỡ. Thực sự là chia buồn với chủ nhân mẫu bàn tay này. Đấy, chuyện hôn nhân quá là lâm ly và bi đát. Và khi trò chuyện với chủ nhân mẫu bàn tay này, chủ nhân mẫu bàn tay có chia sẻ thật là hiện tại bạn ấy đang làm một ca sĩ hát bolero, cũng được rất nhiều người biết tới và có một cái nguồn thu nhập rất là tốt, kinh tế rất là khá, rồi không phải quá lo lắng về tiền bạc vật chất xung quanh, bởi vì đồng tiền kiếm rất là dễ. Vậy trên mẫu bàn tay này, dấu hiệu nào thể hiện người này có số làm ca sĩ, có lời ăn tiếng nói khôn ngoan, giọng nói trong trẻo, tiếng hát hay, truyền cảm khiến cho mọi người mê mẩn đến như vậy? Thì đây, đó là đường chỉ trí đạo, vị trí mình khoanh cho mọi người xem này này. Người nào có tài ăn nói, có tài ca hát, hát hay sẽ là người có đường chỉ trí đạo rất đậm, rất sâu, và kết thúc cuối đường trí đạo sẽ là một cái chẽ hình đuôi cá. Đây, mọi người thấy chưa? Nó chẽ là hình đuôi cá. Và cái chẽ hình đuôi cá này rất lớn nhé, rất đậm, rất sâu và rất lớn. Một bàn tay của người bình thường khi có đường chỉ trí đạo kết thúc bằng một cái chẽ đuôi cá nhỏ thôi cũng sẽ thể hiện là người có tài ăn nói, hoạt bát, khôn lanh và có lộc về kinh doanh, buôn bán, tư vấn cho người ta, được khách hàng rất là tin tưởng và có thể thành đạt trên con đường mình lựa chọn. Nhưng trên mẫu bàn tay này đây, đường chỉ trí đạo chẽ đôi rất lớn, đậm sâu, thể hiện là người có tài ăn nói, tài ca hát, được trời phú cho một cái giọng nói, một cái tiếng hát thật là hay, truyền cảm. Và cũng chính nhờ cái ngành nghề này, cũng chính nhờ cái năng khiếu này khiến cho cuộc đời người này sau này sẽ không phải lo về cơm ăn áo mặc. Đấy, cứ cất tiếng hát lên là sẽ tiền tài nó sẽ vô, kinh tế làm ra rất là dễ, không có hề khó. Đây được đánh giá là một đường chỉ vô cùng may mắn trên mẫu bàn tay này. Đấy, mọi người thấy không? Đường chỉ trí đạo này, đấy, nó rất là đậm nhé. Và tới đây nó chẽ làm đôi này. Đấy, chẽ một nhánh này này và một nhánh này này, rất là rõ nhé. Vì thế những bạn nào đang theo dõi video này, thử xòe cái bàn tay mình ra xem có đường chỉ đạo chẽ làm hình đuôi cá hay không nhé. Và mình cũng chia sẻ thật luôn, phần lớn những người có đường chỉ trí đạo chẽ làm hình đuôi cá sẽ làm những nghề liên quan đến ăn nói này, rồi tư vấn này, bán hàng này, rồi thương mại này, hoặc luật sư này, hoặc đường chỉ trí đạo chẽ làm đuôi cá càng đậm, càng rõ nét và lại càng phân nhánh lớn bao nhiêu thì sẽ có duyên về ca hát. Và một đường chỉ khác ta cũng không thể nào bỏ qua, đó là đường chỉ sinh đạo. Cái đường chỉ này sẽ cho ta rất nhiều cái dữ kiện về cuộc đời của chủ nhân mẫu bàn tay này. Sẽ cho ta biết được về tuổi thọ này, sức khỏe này, đường đời này, rồi kinh tế năm nào làm được tốt này, tiền tài lúc nào làm được nhiều này, và lúc nào tiền tài sẽ bị thất bát này, sẽ bị mất của này, và cuộc sống sẽ gặp bế tắc vào những năm nào này, giai đoạn nào này, sẽ thể hiện rất rõ trên đường chỉ sinh đạo này đây. Và mình sẽ đi phân tích luôn. Khi ta quan sát kỹ đường chỉ sinh đạo này thì ta thấy cái giai đoạn đầu này, cái điểm khởi nguồn của đường chỉ sinh đạo này nó rất là mờ này, mọi người thấy không? Đấy, cái vị trí khoanh màu đen này nó rất là mờ. Đấy. Nó nói là thời trẻ cũng như thời thơ ấu của chủ nhân mẫu bàn tay này khá là vất vả, khá là chật vật, cũng sinh ra trong một cái gia đình gọi là kinh tế trung bình thôi, chứ không thực sự được gọi là giàu có. Họ phải tự lập từ chính đôi bàn tay của bản thân mình mà đi lên. Và khi tới ngoài năm 25 tuổi là bắt đầu mẫu bàn tay này bắt đầu là làm lên này, kinh tế bắt đầu khá này. Cái vị trí mình ngăn cách đây này, đấy, cái giai đoạn này này,
bắt đầu đường chỉ sinh đạo nó đậm lên và có nhiều những đường nhánh, nó phân nhánh lên. Đấy, mọi người thấy không? Đấy, một đường nhánh này, hai đường nhánh này, ba này, bốn này, năm này, sáu này, bảy này, tám này, rất nhiều những đường nhánh hướng lên. Ta phải quan sát thật kỹ và tinh mắt mới nhận biết được điều này. Đấy, mình vẽ lại cho mọi người xem nhé. Từ cái đoạn này đường chỉ sinh đạo bắt đầu nó đậm này. Giai đoạn nào đường chỉ sinh đạo đậm sẽ nói lên khoảng thời gian đó chất lượng cuộc sống của chủ nhân mẫu bàn tay đó sẽ đi lên, cuộc sống sẽ thoải mái hơn. Và có nhiều đường phân nhánh đấy, bắt đầu từ ngoài 25 tuổi mẫu bàn tay này bắt đầu làm được ra tiền, kinh tế bắt đầu là khá này, đấy, tài lộc bắt đầu vô này, tiền nhiều vô này. Chúng ta phải tinh mắt mới nhận thấy nhé. Mẫu bàn tay này rất lắm lộc bởi vì sở hữu rất nhiều đường chỉ tài đạo. Đấy, mẫu bàn tay này sẽ còn kiếm tiền được tới cho tới năm 45 tuổi, lộc lá sẽ rất là nhiều. Nhưng trên đường chỉ sinh đạo nó có hai cái nhánh hướng xuống, mọi người thấy không? Một nhánh hướng xuống này, hai nhánh hướng xuống tương đối lớn này. Sau năm 45 tuổi, chủ nhân mẫu bàn tay này phải hết sức cẩn thận, dễ bị thất thoát tiền của cũng như bị phá đi một phần tài sản. Có thể do bị đầu tư làm ăn bị thua lỗ, hoặc do chính người thân xung quanh của mình phá tiền tài của mình đi, hoặc có thể cho người này người kia vay mượn rồi không lấy lại được. Vì thế chủ nhân mẫu bàn tay này nếu có theo dõi video này phải hết sức cẩn thận cái mốc từ sau 45 tuổi, dễ bị hao tài tốn của, dễ bị phá sản vào khoảng thời gian đó. Và ngoài ra trên mẫu bàn tay này cũng có một vài nét quý tướng, đó là tay này có lộc về đất đai, có thể đầu tư vào đất đai bất động sản sẽ sinh lời lớn. Vị trí mình khoanh tròn đây, dưới gò thái dương xuất hiện một nhánh đường chỉ hướng lên, đấy, nó đâm thẳng đến gò thái dương này. Người có lộc về đất đai có thể đầu tư đất đai để sinh lời và lợi nhuận cao. Người nào cái vị trí gò thái dương này càng nổi cao mà lại kèm thêm một đường chỉ thẳng đâm thẳng đến đây nữa sẽ báo hiệu người có tài sản bất động sản rất lớn và rất là có duyên với đất đai, có thể đi lên giàu lên từ đất đai. Nhưng mẫu bàn tay này làm được ra tiền cũng không chỉ để ăn một mình thôi, mà phải rất nặng gánh gia đình, phải lo cho gia đình người thân, ba mẹ, anh chị em rất nhiều. Bởi vì đâu, trên gò mộc tinh mọi người thấy không, vị trí này xuất hiện rất nhiều những hình cắt đan xen, nó tạo thành hình lưới luôn này, mọi người thấy không? Đấy, rất nhiều nhánh đan xen tạo thành hình lưới. Đó sẽ là người nặng gánh gia đình, nặng lòng với gia đình. Người thân của họ sẽ còn rất là khốn khó. Chính vì thế khi họ làm được ra đồng tiền, họ sẽ phải lo lắng cho người thân của họ, anh em, người thân, ba mẹ, ai gặp chuyện gì luôn luôn tìm họ để nhờ họ giúp sức, giúp đỡ. Chính vì thế đây là một mẫu bàn tay rất nặng gánh gia đình, nặng gánh về người thân. Và khi ta quan sát các ngón tay thì ta thấy ngón tay cái của người phụ nữ này vừa phải. Đấy, không quá to và cũng không quá nhỏ, thể hiện là người có ý chí và là người sống nhu hòa, nhu thuận, luôn luôn biết trung hòa tất cả mọi thứ. Đấy, tính cách khá là hiền lành. Và ngón tay trỏ nó hướng vào ngón tay giữa. Đấy, mọi người thấy không? Đây sẽ là dấu hiệu nói lên một người rất chịu thương, chịu khó, chịu làm và không có tính lười biếng, rất tham công tiếc việc. Chính vì thế nó sẽ tạo lên cái sự thành công cho cuộc đời chủ nhân mẫu bàn tay này. Và mình sẽ quay lại đường chỉ sinh đạo, mình sẽ bàn về tuổi thọ trên mẫu bàn tay này. Đường chỉ sinh đạo của người này khởi nguồn và kết thúc ngay gần cổ tay. Khi ta căn cứ đường chỉ sinh đạo này và căn cứ thêm vòng cổ tay, người phụ nữ này có khoảng 2 đến 3 vòng cổ tay, tuổi thọ của người nữ giới này rơi tầm khoảng 70 tuổi. Đường thọ rất là cao. Về phần sức khỏe cũng không có gì đáng ngại, bởi vì trên mẫu bàn tay này không có những cái dấu tích, vết tích nói lên dễ bị mắc bệnh nan y hay là bệnh nặng nguy hiểm gì cả. Đây thực sự là một điều may mắn. Tổng kết lại, đây là một mẫu bàn tay lận đận trong chuyện hôn nhân, tình cảm. Vợ chồng dễ xảy ra chuyện đổ vỡ bởi vì không hợp tính và khó cùng chung quan điểm. Nhưng bù lại, mẫu bàn tay này được một sức khỏe rất tốt và kinh tế tài lộc sau này sẽ rất khá, có thể trở thành một người giàu có và thành công, được nhiều người biết tới. Thôi, mình cũng xin kết thúc video tại đây.
Hy vọng những điều mình vừa chia sẻ đến cho mọi người sẽ đem lại cho mọi người thật nhiều điều bổ ích về cái môn xem chỉ tay nhân tướng học này. Bạn nào muốn đặt lịch coi riêng hay muốn hỏi gì thêm, có thể nhắn tin trực tiếp cho mình qua số Zalo 0766623979. Nhận được tin nhắn, mình sẽ lên lịch coi riêng cho tất cả mọi người. Chào mọi người, hẹn mọi người vào video kế tiếp.